Ngay lúc này Di Minh bất ngờ gặp thầy Minh Nhận và thầy Chí Hải đang nghỉ trên đầu cầu, thì không ngờ quá xót xa khi thấy đôi chân của thầy Chí Hải bị thương. Mà quyết của chú anh chị xem hết video để hiểu rõ câu chuyện hơn. Cái này là phải bó vô mới được. Đúng rồi, con bó thì đi nó bình thường không sao. Chắc lúc mới chắc bị ấy lắm ha. Còn gì không, để mai tụi con. Dạ còn, nè. Không còn đầy đủ. Không sao. Nhìn cái nó thầy Minh Nhận có mông rớt nước mắt không quý cô chú anh chị ơi. À là ga lớn rồi, giờ là thầy đã ga lớn rồi. Cũng chai rồi. Chai rồi. Không bình thường. Dạ, là công suất. Công suất nữa. Cũng bị đúng rồi. Cứng rồi á không? Cứng rồi dày. Dày. Nếu như vậy là cái chân của nè quý cô chú anh chị, quý thầy đây là chắc khoảng tới nửa tuần. Đúng rồi. Cái giai đoạn này con nghĩ rằng cũng rất là khó khăn, cũng đang thử chí các thầy. Vâng. Các sư, cho nên là con chúc cho các sư với các thầy là cố gắng giữ tâm mình cho nó kiên định. Đó là tụi con cũng đi theo các sư các thầy thì cũng gieo duyên, cũng được niệm Phật theo các sư các thầy, đúng không Nam? Cũng niệm Phật làm thầm chứ bình thường mình đâu có ít niệm Phật lắm. Đó, cho nên là mình đi theo các sư thầy mình cũng phải niệm Phật. À, Nam Mô Di Đà Phật. Bữa nay con đi anh em đi bốn gấp, chúng ra là có đem áo theo mặt nữa. Con có mua đặt áo mặt của theo cái y á. Tụi con có đặt luôn nhưng mà bữa nay đi gấp quá rồi không có đem theo để mặc. Nói chung là bây giờ mà khi mà con biết á, khi mà những cái lúc mà sóng gió vậy á, mà bây giờ huynh đệ bình yên vậy là tốt đẹp rồi con. Chỉ mong sao mà huynh đệ vẫn cứ giữ đúng hành nguyện, khi mà không có sự phụ vậy từ mình thắp đúng lên mà đi á, cứ giữ đúng đi rồi sau này mình sẽ hội tụ lại. Còn quan còn đừng, chỉ mong huynh đệ vậy thôi. Sau này mình sẽ gặp nhau, mình sẽ cảm nhận được cái tâm với tình trường với nhau. Giống như theo con cảm nghĩ là thời điểm này mà tất cả các thầy mà đang đi theo để học tập á, cũng một cái là thử thách. Đúng rồi, thử thách. Nếu mà trải qua được thử thách đó, sau này có thể một ngày nào đó sẽ hội ngộ nhau, hội ngộ về gặp thầy từng ngày một tuổi. Phải thử thách chứ, đi cái đường này thử thách dữ lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Dạ đúng rồi. Mà không biết cái chân của sư Phật á, hai chân của thầy cái chân bên kia nữa kìa, ở dưới đây nữa nè. Không phải thầy Chí Hải, thầy Chí Hải cái này là phải bó vô mới được. Đúng rồi, con bó thì đi nó bình thường không sao. Chắc lúc mới chắc bị ấy lắm ha. Còn gì không, để mai tụi con. Dạ còn, không còn đầy đủ. Nhìn cái thời gian nó thầy Minh Nhận có mông rớt nước mắt không quý cô chú anh chị ơi. À là ga lớn rồi, giờ là thầy đã ga lớn rồi, cũng chai rồi, chai rồi, không bình thường. Là công suất nữa. Cũng bị đúng rồi, cứng rồi á không? Cứng rồi dày rồi. Nếu như vậy là cái chân của quý cô chú anh chị, quý thầy đây là chắc khoảng tới nửa tuần đó. Đúng rồi, tới tầm tuần đi chứ chắc tuần. Phải tập luyện cho nó làm xong phải mang dép một ngày, bỏ dép ngày cho từ từ quen với nhiệt độ được, phải có tập luyện mới được. Ai cũng vậy hết. Phải nói rồi. Nhưng mà đang đi con cũng quay lại được. Thấy cái gót của thầy cũng bị gì nữa kìa. Cái gót bên kia. Ồ. Đây. Cái này nó dọc ra hết rồi. Dọc hết luôn. Cái gót bên kia cũng bị nữa kìa. Nhưng mà cũng đỡ đau rồi. Dạ đỡ rồi. Lại bung ra hết rồi. Thấy vậy còn đau lắm á em. Nó còn đau, đau lắm á. Một cái lớp da bỏng rồi. Cái này mà đi mà trúng một cái viên đá này đá thôi nhỏ thì nó đau là thốn liền luôn á. Thì con mới lấy băng thun con băng qua. Băng thì nó không sao hết. Thôi để mai hai anh em mình mua cái đồ băng ấy á, nè.
băng y tế á, để gửi cho thầy cái gạt á. Cái gạt á, một hai cái thôi đừng mua nhiều. Dạ, một hai cái thôi con. Dạ không, tụi con sẽ để trên xe. Tụi con để trên xe đưa cho một đủ xài, xong rồi khi nào cần rồi tụi con sẽ đưa rồi, chứ không có chứ gì sao mà đi được. Con thấy đi vào không đi mua nổi mà. Cái này mà đi đạp vô một cái này thôi. Đúng rồi. Là nó đau lắm, thốn lắm quý cô chú chị. Trời, tụi con mà đi dò như vậy mà cắn đá thôi nó còn thốn nữa. Trời ơi, nãy giờ trò chuyện với hai thầy Chí Hải với thầy Minh Nhuận mà mình đâu có biết đâu quý cô chú chị. Mình vô tình mình thấy hai cái chân là mình thấy luôn muốn xót luôn á quý cô chú chị. Thiệt tình luôn. Bởi vì khi mà mình mà với mình cũng xin gỡ cái lời đến bà con cô bác ha, như là ai sư huynh nào mà muốn phát tâm á, mà đi giống như là các sư đây á, thì cũng phải nên suy nghĩ nha. Chứ khi mà mình đi khổ hạnh như vậy á, là thấy trước mắt là quý cô chú vị rất là cực khổ luôn. Chúng nếu mà mình suy nghĩ cho nó chín chắn đi rồi hả đi giống các thầy đó. Chứ là vì mình thấy là nhìn nè, nhìn gì là tự nhiên là thấy sư cái chân sư vậy là mình thấy đau thôi, đau cái chân mình rồi đó quý cô chú vị. Mình tưởng tượng luôn á là thấy là đau cái chân mình rồi đó. Đó nè. Nam mô Di Đà Phật. Của thầy Chí Hải là sót lắm á. Mình nói mà mình phải rung động cả con tim á quý cô chú anh chị, nói bằng cái cảm xúc thật sự của mình chứ mình không dám nói. Dạ. Để mai anh em mình mua cái đồ gà ấy gạt cho. À, chút xíu mình về mình mua đi. Chút xíu mình về mình mua đi nha. Tụi con hồi chiều nếu mà gặp mấy sư ở trong nghĩa trang á, ví dụ như nghỉ trong nghĩa trang á, nên là nghĩa địa tụi con là mua đèn cày á. Nhưng mà gặp cả hai sư ở đây là mình không có mua được. Tại vì ngay cầu mà. Đó. Rồi hôm kia nghỉ ở nghĩa trang cây lại. Dạ. Nghỉ trang cái bè. Dạ. Thôi vậy đợi cho thầy nghỉ ngơi tí xíu ha Nam. Rồi. Chúc hai thầy luôn luôn lúc nào cũng được mạnh khỏe và giữ được ý chí của mình để là vượt qua sóng gió lúc này nghe quý cô chú chị. Bà con cô bác có xem video này thì cho một lời cầu nguyện cho hai sư và một câu niệm Phật 6 chữ Di Đà quý cô chú anh chị. Xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video tiếp theo trên hành trình chia sẻ về cái sự tu tập khắc thực của hai thầy heo quý cô chú anh chị.